chưa kia mô tỏi trên hâm, mô tỏi ngâm bằng lệ trình con biển phà trong đài phát thanh cứu truyền hình Cao Bằng nhì. Mô tỏi trên hâm, dâm út rùn, răng, chống úp quần, dịch, COVID, triệu chu, ngành y tế trong tỉnh, tổng chế trà, gói viện út lực lượng kéo bất chấu cần, nông tống dâm có làn viện, chấu hút y tế cơ sở, dâm sĩ giám sát, quản lây cộng đồng. Này tổng bất giận trong có tiểu công, liều bếp mặn, hưu, khống chế kéo bất phong túi kiểm soát dịch bệnh mãi chốt dâm tệ bùng. Liều bùng tăng bệnh COVID triệu chu, mài bị mài chốt kéo lùn chốt các cóm dâm tệ bùng sang. Ngành y tế Cao Bằng đã chọn bệnh lống tới tử công, hắn có thành đi hố bệnh y tế, phai bùn mài nông toán ghé kiến. Căn mạng dịch tế dâm có nông toán ghé kiến tròn chun, kéo dâm trà mũ tỏi miền bàn. Nhất bè, mảng hang, xỉ, chấu lống có là miền căn cấp sang tháo cơ sở. Tỏ hết xỉ phái công quân có y tế xả phường chấu lống tổng xỉ quản lê căn mạng miền màn ấy căn bùng húng mình tháo tứng làng tháo tứng giao siêu màng tứng làn miền ấy căn phái công dầm thủ tướng chính phủ kéo ủy ban miền màn sang nài bè có là miền miền đảng quân màng dầm phố máy y tế dầm tổng xỉ bùng tăng bèn COVID triệt chu. Vai trò dâm phố máy y tế cơ sở, hang trạm y tế xã phường thị trấn, bê triền hù. Y chẳng lầm có trạm y tế dâm tệ bùng sang đã phát công là miền can mạng nghỉ trật phế ủ, dâm nghỉ trật phế ủ, liều bùng tăng tế tiểu mạch suốt. Tỏ hên tế tiểu công can mạng khả lầy buôn là miền màn, buồn hiếu mài hình tế tiểu buồn hang, còm, hấp. Tháo ký khâu, liều khám cả lệ kéo sự lây mày hình bế mạng hai làn hang trụ bệnh COVID chập chu. Nhất bè, tới kiểu có trạm y tế dầm có thể bùng thành phố, đà trần số công tham mưu, quân ban chỉ đạo, cơ sở, mình cùng sĩ bùng tăng bệnh. Kích chuồng kiểu có đơn vị cháo, búa, phun đia khử trùng. Dầm có nông tóng chấu công, họ toàn có nông tóng hầy, nông tóng tròn xuống mày cháp miền. Cháo búa bùn có hú miền, có phiến tóng tẩy làng, chớ dành nông tóng dầm, kéo dầm. Cháo búa mình cấu phiếu khạt lầy. Liều bùng tăng bèn, siêu chó có tiểu phiến, liều hiếu tú mài đỏ, mình tới tiểu công xử lầy, báo cáo tú mài hình, cứu ban chỉ đạo, bùng tăng bèn COVID chập chu dầm tẩy bùng. Tò hến tới tiểu công kích chuồng cứu có là miền chấu công, tím màng, căn màng có nông tóng, kẹo khe, kéo tỉnh dầm, cháu lống ê căn quy tình bùng tăng bèn dâm bộ y tế. Cháu búa là miền màn, cháu còn khỏi bộ y tế. Kiếu sĩ quản lê chân chuyện có là miền. Táo ruốn căn có nắm tóng mẹ chốt bèn, liệp sở tàu bùn bàn chỉ đạo. Liều cháu ê căn quy tình mình ghét ghiến chọn chun. Kiếu ghét ghiến dâm bèo. Chuẩn kiếu chuẩn búa phi yêu là miền màn cam kết. Cháu ê căn quy tình ghét ghiến dâm bèo nhu. Kiếu phái cán bộ y tế tháo căn màng, tím màng khả lầy hiền hoi. Trạm y tế phường Đề Thám, thành phố Cao Bằng, quản lây cấu phiếu khả lầy bùn mạch quý y trình hóa miền màn, thánh mạch quý hiệt trinh làn miền. Căn hít chấu chỉ thị mình bùng tăng bèn, trạm y tế phường đã chấu công, siêu cho màu xét nghiệm, dầm keo, bùn y là miền, táo ruốn căn nông tóng mài bèn. Y chẳng dâm tệ phung phường mà chỉ biết là miền ghé kiến dâm bèo, kiếu cũ là miền ghé kiến tròn trôn. Tói kiếu có là miền ghé kiến dâm bèo, cán bộ y tế cơ sở, hình hoi, tháo áo, con xin xấy, giáo búa bùn có là miền bèo nhu. Có bùn xin, cần cấu phiếu cả lầy, chấu dành bèo dâm, nồng đia giáo bù, chám tế tiểu xuất miền phỉ buồn, dâm có là miền dâm bèo nhu. Nông tóng tệ phung lang tràng. Mái lồng chuồng có thành hố bền dầm keo nhu. Tê tú nhằn hốp mải lống. Chuồng bú ngay bùn có là miền chấu công y tế. Hết mải tế tiểu mải suốt hang hớp. Kiếu tháo ký khâu. Về trong tình hình thời điểm hiện nay, thời giai đoạn là cấp độ 3. Của bên, liều bùng tăng bền COVID chập chu dầm cơ sở.
trạm y tế phường Gia Bộ đã trao nhiều trời trách nhiệm cháu lống có tiểu công ấy căn quy tình dâm bộ y tế. Chón chôn hết chuồng kiếu có là miền cháu y tế làng tràng, dân xì, quản lê, căn mạng miền màn. Chủng bố có hút miền cháu lống ấy căn quy tình, kiếu cảm hết, mái chút khói đeo, hết mái mẻ, tế tiểu công chiên chấm tháo. Chám xì lùn bèn dâm thể bùng. Xì trần căn mạng dịch tế dâm cơ sở, căn mạng khả lầy là miền màn. Mài tế tiểu mảng hang và chụp bèn, điều mài tế tiểu công quản lây tốt mài hình. Các công sở và các cơ quan sinh nghiệp trên địa bàn. Cán bộ y tế cơ sở, trần cháu công kết chuồng kiếu có ban ngành đoàn thể dâm tể bùng, chuồn búa, chuồn cong, trao hang sầu giảng vốn là miền màn, mình tế tiểu kỳ dây dâm bèn COVID chật chu, tế tiểu cao luồn bèn, kiếu tế tiểu công bùng tang quân quần xin, béo nhu kiếu giật chung miền màn. Chuẩn bố quân là miền màn cháu ấy căn quy tình mình nồng hóa bèo bánh, nồng đia giáo bù. Cháu dành béo dâm khiến tóng lang tràng tổ dân phố. Mài xì trần cháu công dâm khang cơ sở, kế mài xì nhuận trồng hàng dâm là miền màn, nhất bè, tế tiểu biển thiếu mình, tế tiểu mải quyến. Dâm dầm nhận hiền hoài, sẽ bong buồn tẩu tú tế tiểu mải lống liều bùng tăng bèn luồn suốt. Kéo mạch xuất bản dâm khiến tóng lang tràng. Mô tả trên ham hắc xỉ nụng puốn liều bếp ăn puôn có khâm trùng khua chuống nải vai trẻ từ chiên chấm tháo. Nên tổng xếp bong puôn khâm đáng chết chàng pháo mải lống mải khen kéo bất siêu tức mải puôn siêu sành hàng. Trăm tú canh bảnh cháu khỏi, nhất bài tói kéo có thành đáng nhận piêu, đi chẳng ngâm tú mô tỏi dâm có thể bùng cháu mải căn. Liều bong bồn khâm trùng khua chuống chàng pháo tóc mải lống nhất với tói kiếu có khâm khua chuống mải thương hiệu. Nơi kháng nái, Liên Hiệp Quốc hội khoa học kiếu kỹ thuật tỉnh, kết trưởng kiếu công ty cổ phần buôn ăn kiếu hóa chất dầu khí miền Bắc, triển khoi mô phắng nồng buồn buôn phú Mỹ buôn khâm cam tổng cảm chay, dâm úp bản liếng giả Quảng Hán huyện Trùng Khánh, tói kiếu buồn đào tẩy mải quý y hecta, mải xì khô miền Trùng Chấu. Đang hết tiền coi mô vắng làn viền cho chuẩn bầu kiếu cán bộ khuyến nông châm xà. Kiếu có tổ chức đoàn thể đã tu tập khuấn có mình quy trình nồng puốn, buôn khâm đáng nhận piêu. Mài pi nguyên tác cháu tốt mà chày, nài bếp ăn puốn, chày út thành, chày út hít, chày út buồn, puốn, kiếu bếp ăn, chày út khăn đáng khổ pháo. Giới thiệu mình tới tiểu mạch lống kiểu có thể khúa bốn phú Mỹ ta kiểu không khúa chuống. Tổng sĩ khác khuyến cáo mình sẽ xuân buồn bốn hắc hái tốt mạch lống. Bất liều nùng buôn khâm đáng nhận piêu. Tế tiểu mạng hiếu mình có thể bốn trên mái chơi chiên, mái lống, mái đỏ còn độ. Buồn bốn để buôn mài cho mọi người hơi. Tổng sĩ tư vấn kỹ thuật buôn muốn tỏi cấu phiếu khâm cam tổng cảm chay. Chuông hát hái liều bếp bùn khấm đáng chẳng pháo tâm mải lống, cun con, kiếu chích. Nang ô bùng canh bành, kiếu nồm có thành buôn ăn liều bùn khấm đáng chẳng pháo lống. Mai tóm phân phối độc quyền có buôn buôn phú Mỹ trong cả bằng, trà bếp bùn buôn 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 lần biển chân liều bếp giấy nồm. Ăn buồn khâm đáng. Hãng cũ ông Hoàng Văn Nhất u khuốc miền trong ốp bản liếng giả Quảng Hán này biết giật trong các khuốc biển trưởng chấu căn mâu vắng nồng buồn buồn phú Mỹ buồn khâm cảm chay. Ông Nhất đậu dịch con cảm chay tu ăn buồn chăm. Nhi tổng xe khâm đáng chàng phó mạch lống cái bếch siêu tu biêu chăm. Chấm chí kháng quý, béo nhu tổng bách đầu tư khoai quán quần đạo tẩy liều bách chuông piêu, cháu căn có tiểu công khoa học kỹ thuật cấu phiếu. Tò bích dị ăn cuốn, mái kèn tố mài khập lây, mái kèn mài cấu, hát đại, buồn piêu siêu tụ mái kèn trăm. Mài hiáng chứ chẳng piêu, mài hiáng chứ mái bên piêu. Mài chăm khấm piêu chẳng pháo mái tốt lầu.
Hát này ước khí tốt chuồng chỗ này mô kiện cho nhu tuần xế ói cấu phiếu. Mằng chuông ước buồn piêu khắc hái liều chi tư piêu cào trăm. Như chẳng ông nhất chuông bài phát bì bé không piêu. Kiếu trong bèn chật kháng siêu xuống tướng mại chí bé triệu năm nhàn hăng nhất pháo tháo mại bè bé triệu năm. Sự quan tâm của chính quyền xã là tôi tiêu tiểu mạng tháo trong chính quyền xã trên nhiều béo tổng chế tốt lợi trình thánh cuốn ăn hiện kháng trên nhiều béo bế ăn cuốn là bu dồn 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 bế ca bức hít siêu tiêu anh tự dồn dồn là bế bế hưng hạ ốc ban mạng bế căn ưu dị chít bế tài phạm dồn bế bế chiệp hạ ốc ban ai căn lợi trình tập khuẩn hai chế bật dê chuông như tế tiêu nay lào tấm hít cảnh tức thánh hăng hai bế nề trần bế cháu chưa chết tức tập huấn cái bất thánh của quận đạm phú Mỹ hát này mô tả hay là miền tổng chức hay ngàn được hỗ trợ cái chương trình cái đạm phú Mỹ này là bà con nó phấn khởi. Dạ quang hán này biết tỷ bùng mài tiết tiểu mài lầy mền khắc chớ chuẩn mẫu kiểu bếp mài có thành cuối tới kiểu gì đảm bảo tốt mài lống buồn chất lượng kiếm bất sản phẩm buồn cảm trái Quảng Hán tốt cục sở hữu trí tuệ Bộ Khoa học Kiểu Công nghệ buồn trái chứng nhận đăng ký nhãn hiệu hàng hóa kháng chất lượng dịp lụ gan hết tốt lành thương hiệu sản phẩm không cảm trái tốt cấp ủy chính quyền tế buôn mẳng tháo khói quán miệng buồn đạo tẩy quy hoạch tón liệu bất chuống tổng xê buôn cấp buồn thánh làn biển dân quảng bá giới thiệu sản phẩm tàu khang giá trị kinh tế cái bếp siêu nhập buôn lần biển chuống cặp chay trà quang hán mạng tiền này bếp chật khắp của chuống chính châm xì chớ thuần màu nghiên cứu chớ căn cốt lựa trình giật xà giật sản phẩm chế liệp lang tràng xiang nơi chẳng châm tế bung trà quang hán mài quý giật bé khách ta cảm chay tròn chuôn chấm có tẩy lăng bàn niếng vững bền nạp bò cứu vĩnh khải bọn thăm có cuốn biển chân mãi chân nhập ổn tình. Liêu liên tạp tàu khăn chất lượng phú cứu bọn thương hiệu sản phẩm, cấp ủy chính quyền tỉnh Pung ngam chốt cá kết chuẩn kêu các cơ quan chuyên môn, tàu khăn viện thiết khoa học kỹ thuật chuống kêu bếp cổ phiếu này không cảm chay. Hướng tháo chấu canh có sản phẩm, nông nghiệp hữu cơ, nông nghiệp dành kêu bếp sản phẩm, mai dành liều bếp mãi chuyên nghiệp. Tường xích trận chỉ đạo cán bộ chuyên môn chấu canh tây bung tư vấn cháu búa lần biển dân cháu cằn mộc vắng trên nùng buồn 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 khâm trùng của chuống ơi cằn tướng khăn khâm đáng hồ pháo tôi mà học về chỗ cấp ủy chính quyền phương đặc biệt là cấp ủy chính quyền tây bung nhất bên mảng tháo không cảm chay lại bên trận không hồ chuống chính trong tây bung mình cấp ủy chính quyền tổng di lên tập tàu con chỉ đạo chuẩn bố quân mua tỏi nhất về quần buôn phú Mỹ tàu hàng siêu xanh mình chất lượng siêu tôm hài lống chấu căn quy trình kỹ thuật trong cơ sở khoa học kỹ công nghệ mình chính quyền tỉnh Pung chỉ đạo cán bộ chuyên môn cán bộ khuyến nông tháo khuôn giáo bố quân mua tỏi chấu ấy căn quy trình để thực hiện theo quy trình cảm trai này bất chợt không biêu nhận biêu lào kháng tổng xếp mày chấm dinh dưỡng hàng nhất bê úp quẩn cát ly kiếm bất đạm hát lại khen kháng chấm chiếc ăn buồn hăng hái liều bất mải cáo sượt sành hàng bằng căn tứng buồn đảo ni kêu bất cú dì màu chiếc ăn buồn mải tự cáo dì buồn dinh dưỡng chấm tháo buồn đại không biêu chấm úp khang khô pháo như tổng xích khởi lệ tỏi vậy hát này dị ăn cuốn bụn không piêu tốt bắn chuốt chậm có khăn nạp bụn cuốn này trên tốt bắn bến chàng pu thóc bia dồn liều bếch ăn bụn không piêu dầm giật kháng hát này ta rất đốt kháng bếp ba kéo bụn vầm liều bếch tố hát không cam tổng cảm chay dầm út khăn khâm tráng hô pháo nền hâm bắn dùng kiểu bếp bắn trá. Nghĩa quốc quần NPK chấm nụng trật thành bốn. Mài chất lượng khẩn lệnh liều mài cáo quần dinh dưỡng, bốn không biêu chứ chẳng vào xiếp.
kiên nhắn kích chuồng chiếc ánh cun con chăm mày canh bành không cam tổng cảm chay ú hít lám biệt ú khang bên piêu tổng bách chấm đạm kia bách cà lì thăm hát này chấm xuân có thành cuốn để khập tái cứu quẩn dinh dưỡng chấm tháo chấm không piêu chấm nhất dâm úc khang piêu ngâm hô này bách chấm nùng thêm có hỏng cuốn liều bếp phun quý nỉ nhẹ nòm liều bếp phun không piêu trên nhận tước tháo này quẩn dinh dưỡng gan khít siêu piêu liều sẽ ánh tước quần còn. Đối với công ty phân bón Phú Mỹ thì chúng tôi đang khuyến cáo bà con nên sử dụng các cái sản phẩm NPK Phú Mỹ. Tôi cứu công ty phân bón Phú Mỹ chỉ bày tỏ với khuyến cáo quân hỗ trợ trên nguồn các sản phẩm NPK Phú Mỹ nhiều cái ăn buồn không tiêu. Và đặc biệt là trong sản phẩm NPK Phú Mỹ thì chúng tôi có bổ sung thêm các nguyên tố lưu, quần trùng và vi lượng nên là nó sẽ rất là đầy đủ dinh dưỡng cho bây giờ là sản phẩm NPK Phú Mỹ là sản phẩm NPK có hàm lượng dinh dưỡng cao. Cho nên cũng rất là mong muốn là bà con lưu ý bón đúng theo cái hàm lượng mà công ty phân bón Phú Mỹ khuyến cáo. Đồng thời khi bón thì với sản phẩm NPK Phú Mỹ thì chúng ta chỉ cần đất đủ ẩm và ăn chúng ta quại đều trên mặt cáu. Các bác cũng lưu ý là cáo sẽ hái với chỗ chúng ta bón thì phải cách xa cái gốc của nó ra khoảng từ 30 đến 40 cm. Đấy, không nên bón sát vào gốc để ảnh hưởng sự sinh trưởng và phát triển. Có chuyên gia bình chuông biếu tổng sẽ có buôn búa tỏi nụng có buồn buốn chết chuyên nụng hăng NPK là bếp buồn buốn hỗn hợp mai cáu có hồng hợp tác cứu không vô chuống này bếp chật buồn buốn để xếp nụng tức mà biển lầy chấp tốt buồn nhọn trên tổng bếp đã tốt phún bằng cáu cúc buồn liều lượng ây can tứng thành đáng bằng can tứng khang đáng hồ pháo liều nụng buốn tức mà lống tổng bếp chấm nụng hát hái tức mà khập lầy đi khập tái cứu không trụng vô chuống nùng buồn buốn mấy chay bếp chấm buôn lống buồn khâm piêu bếp rồng chết chấm lống buôn hang trầm nhận buôn môi trường cuốn tháo chật buồn nông nghiệp tôi mày lống chế mấy nùng có thành buốn tràn xuân có buồn buốn dầm có doanh nghiệp có năm tóng đại lý chế tốt xiến mà chất lượng lống tò khang xuân nùng có buồn buốn mất chấu ô nhiễm tháo môi trường tò khang dì nổng buôn ăn mất nổng có hỏng buôn đà bếp vải hang đà bếp bút vâm kiếu bếp đà bến chàng bút ngảnh tái kiếu có thành buôn vô cơ hát này nên chết chăm buôn chất lượng trong là buôn buôn ăn. Mua tỏi trên hăm khỏi tàu lám pháo cằn xeo y ký bụ bẹ tháo thì chặn có Nguyễn Văn Bàng nài bếp giờ làn biển châu chiêu dâm út tóng sưởng chánh có hỏng điếng dâm út tóng thị trấn trà lĩnh huyện Trùng Khánh đà bếp bến chàng chật nòng vắng dâm xì cháu nhận khốp dâm nai tỷ bùng dung chốt ký hồ pháo dâm tề lăng cháu nghề dâm út vạn điểm làn biển còn đố bếp dâm Hà Nội đã xuống Cao Bằng này bếp giật tỷ bùng liều bếp liệp chôn. Nhật tiểu lo tháo ta cứu Cao Bằng này bếp liều xim chế ánh diếp tế nghệ dâm. Có làn biển cố dâm tẩy lăng đã bếp chấu có khổng khuấn nụng can điáng. Tói cứu Úc Khăn đã bếp hồ pháo. Tòa xếp hát này có Nguyễn Văn Bảng chế ánh máy nằm tháo này nông nghệ. Vẫn bếp trật tiểu chứ mình càng có dầm càng hồi. Gan bài chậm kháng, mình có nông tống, chấu cáo có học nghề, hàng ít trên lệnh trụ, siêu có quần huấn nụng, kiếu với có quần nhoàn con. Siêu tấm mải quý dật bách triệu năm nhạn, có chiếc khoi mải dật nông tống, liều bích, tránh có hỏng hứa càng tiếng dầm thị trấn trả lĩnh, mài chiệp làn miền phong chấu công. Thì trước kia thì tôi cũng đã từng làm gỗ,
như vì lúc đó thì bản thân đang hoi chứ tổng bếp cháu điếng tỏ lại khít chứ buồn nay nghề nay đi chê trên bếp muôn chấm kiếu bếp cao tại thời điểm đó này chẳng mải tổng chức khấu chưa chứ mình cháu thầm tề nghề các này chê mặn buồn có khổng hứa nụng cháu cần điếng vận dây tu chăm làm biển lo nùng dâm Trung Quốc úp bung để bột tổng với ói nùng có thể của nùng tránh cần điếng dân Việt Nam cấp quận cuốn nùng vậy có thành biển nái cháu chuốt để bố chiếc ói nùng hát lại chê chế anh táo chuốn liệu bắt cháu nơi nông nghề hát trật quần sản phẩm căn nái điếng cháu chuốt đầu tư tổng bếp chăm căn quần điếng tháo làn biển thợ chấu cứu bếp có quần húa chấu chuốt để chấm chất bằng ruồi và bên cạnh đó những hoa văn họa tiết của nó vẫn giữ nguyên không thể mất đi được. Túc hiếu tháo kiểu mạng bột béo dù trà bếp chấu này nghề tránh có hồng của cành tiếng cành ốc hít dòng bếp phái có bảng tổng chức mạng bột kiểu bếp hiếu có quần cao chấu hăng hái tòa si quảng này lăng nghề trà quý mà chịu chí khắn ốc hít khoi sườn liều bếp chấu tổng chức mại trăm tế tiều như bua dưới ánh chấu mà chậm non phắng mà xiang. Hát này có Nguyễn Văn Bảng chế ánh tổ căn tàu mình. Mai thầm dồn mình tháo có tỷ lăng chấu nghề trong du kiểu nghề của liều bếp mặn để bột chấu. Khoi tàu có như béo như sườn, chết chấu, hát chấu có khổng điếng, chế tò ghép căn có khổng bên tài. Có bảng tổng xích nụng có khổng điếng trong tỷ bung siêu túc mai. Hát khỉ lại điếng kiểu bất không thông. Gang này mặn túc bượt, nát quần điếng nái để chế ói bên rẽ, kiếu sinh ngành, khâu liều bếp nụng, chấu có khổng mỹ nghệ, tổng xếp mái tỏ mình mải tú. Anh trắng ruốn nại pan, có bảng tổng xếp mái trắng đạp bếp mải bật trí rồn, có quần khóa mải mình sẽ ánh chỗ nếu bố bé ruốn. Nếu bố chấm quần thẩm mỹ trên mải khẳng, kiếu bếp quần điếng chấm bếp chân lồng tốt lầu. Có bảng chế ánh mình lo tổ kéo bất lo có làn biển thở chấu tu mài lầu hiu chấu lống căn ốc khang thiết kế tháo khang chấu sung gang mài chạm kháng khố mình lo tổ hát này nên chàn ốc nông tống tránh có khổng khúa càn tiếng dầm út minh bảng này đà bếp chấu bến chàng chế mài chân nông tống mài trong quý Trung Quốc úc bung kéo bất tàu công chấu buồn mài triệp chí làn biển. Cái nghề mộc này thì anh theo là cũng được nay năm nghề nay chưa biết cần tôi mãi nghỉ chụp kháng tài ạ chưa biết trở lại biển đã biết chấu nay nghề nay tổng quyến ta kêu có hồng đen mè chưa tổng chế ói chấu bay chưa khú mình cần nghề đang hoi chấu hăng chật bộ bàn kêu bé ấy chuồi nay phải đót mài chật há đi chặn mài tháo chẹp khôi biết chấu su ngạ chưa đầy 10 ngày xong rồi bộ. Lúc em mới vào làm thì em cũng hít ngâm biệt chấu cho tổng cho mấy hiếu khai nhũng mình nay quẩn của hết chấu hằng nay chứ tôi có làn biển trong nay giáo búa hằng này chứ tổng chấu tụ chấu trong nay chứ tổng bếch tất ngàn cả trăm bếch kiếu hằng chia trăm biết chấu chuẩn mẫu chứ trăm quý mà pu thật bia dụn hằng này nên chẳng chứ như trầm nhận tổng chứ tôi có biển tấy cải thiện hơn rất là nhiều. Gang mài chiệp kháng tỏ mài quý Trung Quốc của Tây Bùng, khó dần mài trăm tiệp buồn khâu mình tóng trấu kiểu bếch buồn nhoàn con. Có Nguyễn Văn Bảng sẽ đã chốt khá liều bếch lo buồn giáng lống, đầu tư thêm có hỏng máy, thuê thêm biển liều bếch trấu. Căn đàng khoi mà năm sườn chếp phái nì chẳng, có buồn hỏng của dâm minh bảng đà bích, khoi quán mài tháo. Mày mày pu năm tống bái mày dâm nhu kiểu nhiệt tình. Con bình nghề có bảng tổng chi con, liều mày thức chẳng công trâm gì chấu này. Lan biển chấu này nghề, tổng bất chấm dù tốt tiểu xiến biển này buồn nghề. Ói có hồng quớ, tò mày tốt dâm uống kìa tống. Bếp chấm chó tới tiểu xiến dâm có làn biển nụng, có làn biển khé hàng. Chó chất lượng kêu bất có hồng phắng. Chấu tôi mà chẳng thành để khập quần trá ta kéo làn biển nùng.
dân tiêu thấm tháo nài bất tỏ khang dân tiêu diễn bịa khang đạo đức châu công mài khang nài sẽ bất chàng tụ tòa kiêu nghề thì cũng đang hướng tới những khách hàng hung tháo có làn biển khé nị siêu tấm mài đầy dâm càng khôi xun có hồng húa có quần điếng mài dâm kềm cháy liệp mình chất lượng quần chám mài vậy ô kít đã bất quảng chuốt chật quần nhoàn thắng hải chứ bộ tổng chức ói có làn biển khé len tấm mài chật quần húa để tổng chức bảnh ta kiếm được quần ngàn bây giờ làn biển chấu con hồng nghề nay chứ tổng hiu tụ tới giá trị chấm tính thành tiếng hát này chiếc tổng bếp cũ của làng biển khẽ lo tháo các quần sản phẩm này rất riêu tôi mài lống chiên một người con của làng nghề tôi mới hiểu được giá trị đâu nó là giá trị thật tái kiếu trận nằm nhau chết ói tháo kề chuộng kiếu khá lún tế tiểu mài chấu lống có Nguyễn Văn Bảng đã tàu tôi mài trận non tra tài tôi mài lống thế liệu tức thương hiệu sản phẩm trong quần xin tàu tôi mài chấu nhập của làng biển chấu công chấu bến tràng năm vắng chấu nhành hốp châm tề phung mua tỏi ngâm bằng lưu lịch trình có miền và dâm đại phát thanh cứu truyền hình cao bằng nhì hên buồng mua tỏi dâm có lịch trình gàng trên ham tháo mua tỏi